Sau Tân Ánh xin chào tất cả các bác. Sau đây là cách hướng dẫn chi tiết nhất về cách dùng bộ quạt gia ban, bộ quạt điều hòa 12V nhé. Các bác theo dõi chi tiết sau nha. Hướng dẫn cách dùng bộ quạt gia ban điện 12V. Đây các bác nhé, đây là chiếc quạt không chổi than các bác nha. Đây, trên quạt nè, 12V nè. Quạt này là quạt của Nhật Bản nha. Đây, bên em có tem hàng hoa nha. Còn pin nè thì cũng có là pin Japan nè. Đây, pin á thì sẽ có là 35.000 mAh nè. Nó có cổng 5V nè, dùng cho 12V, 10V, 9V, 8V. Thì trong bộ quạt này á, đây, các bác dùng là dùng cái giắc cắm này nha. Giắc cắm này là các bác cắm vào pin nè. Nhớ các bác nha. Giắc cắm màu cam nè, vào pin nè. Và hai giắc màu đen này là vào quạt. Đây. Đây. Trên quạt đã thiết kế sẵn rồi các bác nha. Đây. Thì các bác cắm quạt vào xăm cho em. Ở trên pin mình nó có nút nguồn nè, các bác nhấn giữ cho em nha, là để khởi động nè. Đấy, nhấn giữ như thế thôi là nó sẽ tự khởi động nguồn nè. Các bác thấy quạt quay rất là tít. Đây là mới số 1 các bác nha. Và khi các bác chuyển sang nè, số 2 nè, là các bác chỉ cần nhấn nó xuống và thả ra, nhấn xuống thả ra. Đây là đang số 4 các bác nghe, số 4 nè, quay tít không, cực kỳ là tít luôn nha. Và các bác mà muốn chuyển về số 1 thì các bác cũng chỉ việc là nhấc vào thôi. Và các bác muốn tắt nguồn thì các bác nhấn vào đây, giữ nè. Đấy, giữ tầm 2 đến 3 giây thì nó sẽ tự tắt nguồn đi nhé. Và các bác khởi động nguồn thì các bác lại nhấn giữ vào nè. 2 đến 3 giây là quạt sẽ khởi động lại và đang ở số 1. Mà pin này nó có một đặc điểm, nếu như mà cắt nguồn ra mà bị ngắt thì nó sẽ tự động tắt pin nha. Đây em thử nghiệm cho các bác xem. Đây là quạt đang chạy các bác nhé, là đang có nguồn ra nè. Thì em mới rút nè, em rút cái giắc đỏ ra nè. Đấy, các bác nhìn thấy nè, tự động pin nó sẽ tự tắt nha. Đấy, từ 2 đến 3 giây nó tắt nguồn nè. Nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được pin nha. Đấy, mà các bác lưu ý á, là khi mà về cái hôm đầu tiên nhận được bộ quạt bên em, là các bác nhớ sạc đầy pin cho em nhé. Nhớ sạc đầy pin. Đây, các bác cắm vào đấy, các bác cắm sạc vào điện lưới nha. Thì khi nào mà cái đèn ở trên cục sạc này này nó báo cho các bác màu xanh, tại vì bình thường sạc chưa đầy pin nó sẽ màu đỏ, và đến khi đầy rồi á nó sẽ chuyển sang màu xanh nhé. Thì lúc này các bác rút giắc cắm ra và để dùng nha. Đấy, đấy là cách tốt nhất để dùng. Thì trong bộ quạt gia ban 12V của bên em sẽ có cho các bác nè, là hai cái quạt này, hai quạt 12V không chổi than này, một con pin này. Pin này là pin 35.000 mAh nhé, Nhật Bản. Và một không thể và không thể thiếu đấy là sợi dây nối từ pin ra hai quạt các bác nha. Đấy, thì đây là cái cách dùng pin nhanh nhất và đơn giản nhất của bên em. Thì các bác về chỉ việc áp dụng cái cách dùng này là các bác có thể là sử dụng được thôi nhé. Bác nào về lắp cho áo điều hòa này để đi các công trường thì các bác là vui lòng là ở đây là các bác chỉ việc là mở ra. Đấy, các bác mở ra nhé. Ở quạt này nè, nè các bác mở ra nè. Đấy, nó có gen nè, các bác cho cái nắp này vào trước, xong các bác lại chụp cái nắp này lên thì các bác sẽ lắp được vào trong áo điều hòa hoặc là vào trong những bộ quần áo bắt ong đi rừng để cho thoáng mát. Bộ này mà đi rừng mùa này thì hết ý các bác ạ. Đấy, các bác muốn có
sở hữu bộ sản phẩm quạt điều hòa này thì inbox cho bên em hoặc là để lại thông tin bên dưới thì bên em sẽ liên hệ và tư vấn cho các bác nhé. Cảm ơn các bác luôn ủng hộ shop em trong thời gian qua.